đời anh toàn hiện thực, gặp em là mộng mơ. Này cô em thanh nữ, này cô em thanh nữ cái gì nhỉ? Này cô em thanh nữ khiến tim anh dại khờ. Rồi ôi ông Vượng ơi, tôi phục ông quá. Trình độ của ông ấy vượt hẳn ra khỏi xã, lên thẳng ra quận ấy. À, nhắn tin cho mộng mơ luôn. Gặp em tại mộng mơ, cô em thanh nữ khiến cho mặt cờ xe. Ơ chị ơi, tình hình chị gặp Đức thế nào? Bà đi gặp bố con ạ. Bà ơi, bố Đức còn nhớ sơ không? Bà có bảo bố Đức về vừa sơ không ạ? Sao bà không cho bọn con đi? Bố Đức nói là nhớ các con, mà đợt này công việc có nhiều quá, bao giờ bớt việc thì bố về nhá. Bớt việc đến bao giờ ạ? Bà nói dối, bà đừng nói dối nữa. Không phải bố bận, bố không bao giờ bận như thế cả. Mà là vì bố mẹ bỏ nhau. Sao? Chị Giang! Sao? Chị Giang đợi em! Chị Giang đợi em! Chị mà cười cho em đi! Chị mà cười cho em đi! Chắc chắn là có cái chuyện gì khó nói ở đây, chứ mà nó không thể dốt như thế được. Em cơm nước xong rồi, chị trông nốt hộ em, để em đi gặp thằng Đức, khai hóa văn minh cho nó. Này, đi làm cái gì? Chị cứ để em. Đó, cậu. Cháu rể, đi uống bia với cậu. Đi, nghĩ cái gì nữa. Chị sao mở cửa cho con đi, chị nhốt con ở ngoài một mình đây này. Thế à? Vâng ạ. Thế để mẹ vào mẹ xem như thế nào nhá. Vâng ạ. Sao lại có chuyện gì thế mẹ? Hai đứa nó nghe nói mẹ đi gặp thằng Đức, thế là cậu bảo này, khuyên nhủ hay là can gián thì mày cũng nghe nhiều rồi, mà cậu thì cũng không văn hay chữ tốt, cũng không biết nói gì hoa mỹ đâu. Cậu chỉ muốn gọi mày ra đây để biết chắc chắn là mày có chuyện gì không. Mà nhìn mặt mày thì chắc là có chuyện rồi, có khi bây giờ đau hơn hoạn. Còn đau, còn thương, chứ mà ghét rồi thì như bát nước đổ đi, chẳng có cảm giác gì đâu. Đức ạ, cậu nghĩ thế này này, bây giờ chúng mày đang sốc, cứ để từ từ một thời gian, mình tâm suy nghĩ lại. Cứ coi như là gửi vợ sang nhà ngoại 1-2 tháng ấy, để mọi chuyện nó lắng dịu. Thế rồi chúng mày bình tâm ngồi với nhau, trò chuyện cho nó ổn thỏa, rồi về với nhau. Chúng mày yêu nhau bỏ xừ được ấy, nói bỏ là sao. Mày mà ly hôn ấy, có khi đau cả đời ấy, Đức ạ.
Cháu mời cậu. Cậu biết rồi, mày là cái thằng người thông minh, nói cái hiểu ngay. Đây sẽ là bữa cuối cùng cháu mời cậu, cho nên là bữa này cháu sẽ trả tiền. Cháu xin phép cháu đi trước.